Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tuyệt thế đường môn tập 342 anh em nhé. Vũ Hào ngồi ở xe lăn bởi vì tàn tật cũng tự nhiên bị người ta chú ý. Ngày thứ nhất khi mà tham gia cuộc thi, hắn đã làm chuyện gây náo loạn. Thế nhưng sau lại biểu hiện ra bình thường, không có gì nhiều, chỉ 2 điểm. Không giống như số 10 của một số 18 mạnh mẽ tiến vào trong vòng. Một đường đi thẳng tới vòng tranh đấu lục cường này. Chỉ cần nữa thắng một trận nữa, bọn họ sẽ có tư cách đại biểu cho Tịch Thủy Minh xuất chiến. Bởi vì chỉ còn lại 6 người cuối cùng lên đài, thi đấu cũng trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Chia làm 3 cái khu vực rõ ràng, từng khu vực bàn chế tạo hồn đạo khí cũng tăng lên 2 cái. Ở vị trí ngay giữa đài thi đấu còn để 3 cái bàn tròn, trên mỗi bàn lớn cũng chất đầy kim loại hiếm, đó chính là phần thưởng của người thắng cuộc ngày hôm nay. Làm người ta kinh ngạc chính là khu đối chiến phía sau bị dỡ bỏ, chỉ còn có đài thi đấu hình tròn ở chính giữa. 4 người Vũ Hạo bị dẫn tới một lối đi phía sau đài thi đấu cũng không có giống như thường ngày, tiến vào từ cửa chính đài sảnh vàng kim. Trừ bọn họ 4 người ra còn có 2 thanh niên tuổi chừng 27-28 tuổi đã sớm chờ ở chỗ này. Hai người trên mặt vẻ mặt cũng lộ ra rất là hưng phấn. Bọn họ cũng là tuyển thủ vào được đến vòng lục cường. Dựa theo tư liệu thần an cho Vũ Hạo, đây là 2 hồn đạo sư cấp 5, coi như là thực lực kém hơn trong 6 người cuối cùng. Trên đài, một thanh niên anh tuấn trên người mặc y phục màu vàng kim lấp lánh sải bước lên đài. Các vị khách quý tôn kính, mọi người khỏe chứ? Ta là người dẫn chương trình trận tranh đấu, mọi người có thể gọi ta là A Kim. Ta đặc biệt đến giúp mọi người giải thích về các trận đấu. Vừa nghe trận đấu sắp bắt đầu, khán giả trong đại sảnh ngay lập tức phấn khởi, tiếng hoan hô, tiếng cười liên tiếp vang lên. Bọn họ có thể tiến vào nơi này cũng đã đặt cược rất nhiều tiền vốn vào các trận đấu, nhưng bọn hắn đặt cược ở trước trận đấu đều chỉ có thể đặt ở trên mỗi người. Về phần 6 người này cuối cùng có thể đối đầu như thế nào sẽ chờ kết quả ở lung rút thăm quyết định, cho nên rút thăm là vô cùng quan trọng. Đầu tiên ta xin giới thiệu những người có mặt ở trong vòng lục cường cho các vị. Ta xin nhấn mạnh, dù là trước trận đấu chúng ta công bố tư liệu về 6 người này hay bây giờ ta tiến hành công bố cũng là căn cứ vào các trận đấu lúc trước của bọn họ mà phân tích. Tịch Thủy Minh chúng ta không bao giờ hỏi cấp bậc của hồn đạo sư hay là năng lực của bọn họ là cái gì, bởi vì đây vốn chính là điều kiêng kỵ nhất đối với bọn họ. Người dẫn chương trình A Kim âm thanh chợt trở nên cao vút. Phía dưới xin mời người thứ nhất trong lục cường, hồn đạo sư số 37 lên đài thi đấu. Lối đi ở phía sau, đứng một gã thanh niên lập tức bước nhanh lên trên đài. 2-3 bước đã đến trên đài, đi tới trước mặt của A Kim, đứng chắp tay về phía sau. Vì hồn đạo sư số 37 này trước nay đã chiến thắng mấy đội đối thủ mạnh mẽ, thậm chí ở trong trận đấu chế tạo ra hồn đạo khí cấp 5 mạnh mẽ hiếm thấy. Chúng ta đưa ra nhận định đây chính là hồn đạo sư cấp 5, am hiểu chiến luyện các loại hồn đạo khí tấn công tinh vi. Vị trí thứ hai, một hồn đạo sư số 85 ra sân. Một gã thanh niên khác cũng là nhanh chóng lên trên đài thi đấu, đứng ở bên cạnh hồn đạo sư số 37. Giới thiệu về hắn cũng số 37 cũng không khác biệt cho lắm, cũng không có gì đáng chú ý. Người sáng suốt cũng nhìn ra hai người này vào hôm nay trong lục cường là những người có thực lực kém nhất, tỷ lệ đặt cược của bọn họ cũng là cao nhất. Vị thứ ba, cho chúng ta mời hồn đạo sư số 10 lên đài, làm phiền nhân viên phía dưới một chút. Vũ Hào được hai nhân viên mang xe lăn đi lên trên đài thi đấu đẩy tới phía trước. Người dẫn chương trình đi tới bên cạnh hắn, trước hướng về Vũ Hào cười cười rồi nói: "Chúng ta vị này tôn kính hồn đạo sư số 10, mặc dù hành động bất tiện thế nhưng ở trong những trận đấu phía trước thể hiện vô cùng tốt, một đường tiến vào đến vòng lục cường, chúng ta không biết đâu mới là cực hạn của hắn. Đối với hắn nhận định cũng chỉ có thể là cấp 5 hồn đạo sư, thế nhưng từ biểu hiện bình tĩnh thong dong của hắn, chúng ta giống như có thể mơ hồ đoán ra được hắn có năng lực cùng với tiềm năng rất lớn." Vị thứ tư, mời hồn đạo sư số 88 lên đài. Một người dáng dấp khôi ngô luôn luôn mang theo mặt nạ, hoa thái đầu nhảy lên trên đài thi đấu, sải bước đi tới đứng ở bên cạnh Vũ Hạo. Hồn đạo sư số 88 đã từng thể hiện ra thực lực rất mạnh mẽ. Chúng ta đối với hắn nhận định cấp 5 hồn đạo sư hoặc là cấp 6 hồn đạo sư. Thật ra thì ta rất muốn biết tại sao hắn vẫn đeo mặt nạ. Nói không chừng hắn chính là một vị hồn đạo đệ sư đế quốc nổi tiếng mà chúng ta đã biết nha. Cá nhân ta là rất coi trọng vị hồn đạo sư số 88 này. Hoa thế đầu nhớ Vũ Hạo dặn dò không nói một lời, dù sao mang theo mặt nạ thế thế nào cũng là một bộ lạnh lùng. Vị thứ 5, mời hồn đạo sư số 18. Hồn đạo sư số 18 có thực lực cực kỳ là cường đại, hơn nữa có một thanh đào khắc hết sức kỳ lạ mà sắc bén. Chúng ta vẫn hoài nghi đó là một thanh trong bảng đào khắc, thực lực nhận định là cấp 6 hồn đạo sư. Chúng ta cơ hồ có thể khẳng định hắn có thực lực cấp 6 trở lên, ta đoán chừng bốn vị phía trước khi rút thăm cũng sẽ không muốn rút được hắn. Người cuối cùng là hồn đạo sư số 12, cùng hồn đạo sư số 18 giống nhau, chúng ta nhận định hắn cũng là cấp 6. Giống như trước có một thanh đào khắc sắc bén có thể ở trong nhóm bảng đào khắc chúng ta đã công bố lúc trước, bởi vì đối với số 12 cùng với số 18, hai vị cường giả hồn đạo sư có thực lực cao nhất. Vì vậy, hai người bọn họ vào trận chiến lục cường hôm nay rút thăm sẽ không gặp nhau. Như vậy, để bảo vệ Tịch Thủy Minh, chúng ta có thể có đội hình mạnh nhất tham gia chung kết quyết đấu của ba bên. Phía dưới bắt đầu rút thăm.
Khi nghe được người dẫn chương trình nói ra bốn chữ này, số 18 cúi đem ánh mắt liếc trên người của Vũ Hạo đang ngồi trên xe lăn so với những người khác thì thấp hơn một đoạn. Đôi môi khẽ nhúc nhích, hình dáng của miệng khi mà phát âm giống như muốn nói, cầu nguyện đi. Vũ Hạo cười, cười vô cùng quỷ dị, đúng, ta nên cầu nguyện cho người không nên giúp chúng ta. Phương thức rút thăm rất là đơn giản, một quả cầu thủy tinh to lớn, có 6 quả cầu nhỏ bên trong, phía trên mỗi quả cầu nhỏ đều có nam châm. Ở trong quả cầu thủy tinh có 3 khu vực cũng được gắn 2 miếng nam châm. Khi mà thủy tinh cầu chuyển động, những quả cầu nam châm kia bị hút vào với nhau ở cùng một khu vực sẽ trở thành đối thủ của trận đấu ngày hôm nay. Hai quả cầu nhỏ mang số 12 và số 18 đã được chia ra bị hút vào hai khu vực khác nhau, chứng tỏ trận đấu ngày hôm nay hai người tuyệt đối sẽ không chạm mặt. 4 quả cầu nhỏ khác đều ở dưới đáy. Tốt lắm mọi người, ta bắt đầu mở ra cầu thủy tinh rút thăm ngày hôm nay. Chuyển. Người dẫn chương trình A Kim nhấn một cái nút ở phía dưới thủy tinh cầu, ngay lập tức thủy tinh cầu chậm rãi chuyển động, cùng với tốc độ quay của nó càng lúc càng nhanh, 4 quả cầu nhỏ phía dưới cũng dần dần bị vung lên, nhanh chóng xoay tròn, chỉ có 3 khu vực có chứa nam châm là không chuyển động. Rất nhanh quả cầu nhỏ đầu tiên bị hút ra bên ngoài, hút đến khu vực trống không duy nhất trong 3 khu vực kia. Tốt, khu số 3, số 88. Không thể không nói, hồn đạo sư thần bí số 88 ngay thật là may mắn, ngay không có đụng phải hai vị hồn đạo sư cấp 6 cường đại mà chúng ta nhận định lúc trước. Hoa Thế Đầu là người thứ nhất bị rút ra, hồn đạo sư số 18 ánh mắt cùng lúc đó rơi vào trên người của Vũ Hạo, giống như muốn nói, người đụng phải chúng ta tỷ lệ sẽ càng lớn. Đúng lúc này, siêu hạ xuống, lại là một quả cầu bị hút lên, lần này bị hút vào khu vực có số 12, số 37 đối với số 12 khu vực số 1. Số 37 ngay lập tức chán nản, hắn tự nghĩ nếu như gặp phải Hỏa Thao Đầu có thể còn có cơ hội may thắng, thế nhưng lại đụng phải số 12, người đã được nhận định là hồn đạo sư cấp 6, hơn nữa còn có thể có đào khắc nằm trong nhóm bảng đào khắc, mình là một chút cơ hội cũng không có. Tốt, quả cầu thứ 5 cũng ra đi. Số 10 đối với số 18, khu vực số 2. Ánh mắt của Vũ Hạo cùng với số 18 trong nháy mắt đó lập tức trở nên khác lạ, đôi mắt nhìn nhau. Vũ Hạo nhìn thấy đối phương trên mặt nhè răng cười, mà số 18 cũng nhìn thấy trên mặt của Vũ Hạo là một tia bất đắc dĩ. Vị trí cuối cùng tất nhiên cũng là không cần tiếp tục rút thăm, số 85 đối với số 88, khu vực số 3. Hoa Thái Đầu bị rút trúng một quả hồng nhuyễn. Tốt, rút thăm kết thúc, phía dưới có thêm một khắc thời gian cho các vị khách quý thay đổi tiền đặt cược. Chỉ có các vị khách quý mới có ưu đãi như vậy đó, hãy tận dụng thời cơ, một khắc thời gian bắt đầu. Cùng với các hồn đạo sư tham gia tranh tài vị trí, 5 canh giờ kế tiếp đối với các vị mà nói là rất cực khổ. Thế nhưng người thắng trận cuối cùng có thể đạt được những kim loại hiếm được chuẩn bị trước ở giữa đài thi đấu. Những thứ này kim loại hiếm, giá trị không thể lường trước, bởi vì ở bên ngoài căn bản là mua không được. Mỗi lần 54 loại, mỗi loại 5 cân. Rút thăm kết thúc mà cả đại sảnh cũng lập tức trở nên nhộn nhịp. Ngay sau khi rút thăm, rất nhiều người cũng có thể thay đổi tiền đặt cược. Lúc này đặt cược không thể nghi ngờ là có khả năng thắng cao nhất. Dĩ nhiên đặt cược ở trong mỗi khắc này tỷ lệ so với lúc trước thấp hơn rất nhiều. Dù như thế, trong đại sảnh vẫn trở nên hỗn loạn. Toàn bộ 30 chỗ ghi đặt cược tạm thời đều vây đầy người. Hoa Thế Đầu đi tới bên cạnh Vũ Hạo, đẩy xe lăn của hắn hướng khu vực số 2 đi tới. Số 18 cũng đi theo sau. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, hiện tại nhận thua là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi. Số 18 đắc ý nói, cái này gọi là, ngươi đang làm trời đang nhìn, ta để người hống hách quả nhiên bị rút thăm chúng, ha ha. Vũ Hạo quay đầu nhìn thoáng qua Hòa Thế Đầu nhíu nhíu mày rồi nói, ta còn hống hách sao? Số 18, ngươi tự khẳng định như vậy có thể đánh bại ta sao? Số 18 hừ lạnh một tiếng rồi nói, nếu mà ngay cả ngươi cũng không thắng được thì hừ hừ. Vũ Hạo cười rồi nói, vậy không bằng chúng ta cũng đánh cuộc thế nào? Vốn là cuộc thi này cũng vì đánh cuộc mà tồn tại. Số 18 trong mắt hiện ra một tia nghi ngờ, tiểu tử, ngươi còn dám đánh cược cùng ta? Đánh cược cái gì? Vũ Hạo nói, vậy thì đánh cược chuôi đào khắc của người thế nào? Người thua chuôi đào khắc đó thuộc về ta. Ta cũng không muốn mạng của người. Người xem ta rất dễ nói chuyện, rất là ôn hòa lại rộng lượng. Muốn đào khắc của ta? Số 18 cũng không phải người ngu. Nhìn khuôn mặt mỉm cười của Vũ Hạo giống như một chút lo lắng cũng đều không có, trong lòng hắn cũng không khỏi có một chút lo lắng. Tên này không phải là giả chứ ăn cọp chứ? Ngươi dùng thứ gì để đánh cược? Trước khi ngươi cũng có đào khắc trong bảng đào khắc, nếu không không có tư cách cùng ta đánh cược. Vũ Hạo nói, đào khắc trong bảng khắc đào ta không có, thế nhưng mà ta có một hồn đạo khí, ngươi nhìn có được hay không? Vừa nói hắn đưa tay vào ngực lấy ra vật giống như là một hộ tâm hồn đạo khí, chính là hồn đạo khí mà Kính Hồng Trần đã từng cho hắn, Hồng Trần Tí Hữu. Vũ Hạo đem Hồng Trần Tí Hữu đưa cho Hòa Thế Đầu bên cạnh. Đại ca, ngươi cầm lấy để cho hắn cảm nhận một chút. Hoa Thế Đầu cầm Hồng Trần Tí Hữu đi tới trước mặt số 18. Tất cả mọi người đều là hồn đạo sư, đối với phân biệt hồn đạo khí cũng có một chút năng lực. Hoa Thế Đầu chỉ đem pháp trận trung tâm của Hồng Trần Tí Hữu lộ ra cho hắn nhìn thoáng qua, ngay sau đó lại dùng hồn lực hơi rót vào trong đó, thả ra một tia Hồng Trần Tí Hữu, sau đó lại đem hồn đạo khí trả lại cho Vũ Hạo. Ánh mắt số 18 cơ hồ là trong nháy mắt đó tự ngốc trẻ. Đó là pháp trận trung tâm cỡ nhỏ,
hồn đạo khí cũng không phải là càng lớn càng tốt, nhất là đối với pháp trận trung tâm mà nói, hồn đạo khí càng nhỏ càng dễ dàng mang theo bên người. Giống như hồng trần tí hữu này, tổng cộng chỉ có độ dày mấy ly mà thôi, nếu như trung tâm pháp trận bên trong quá lớn, làm sao có thể mang theo ngay bên người. Mà một cái trận pháp trung tâm vẫn sống như trước, dùng phương thức tinh vi để chế tạo so với bình thường khó khăn gấp 10 lần. Nói như vậy, chỉ có hồn đạo sư cấp 7 trở lên mới có thể thử chế tạo, mà mới vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, số 18 ngay lập tức phát hiện ra, hồng trần tí hữu có ít nhất 5 trung tâm pháp trận cỡ nhỏ trở lên lộ ra, hơn nữa mỗi cái nhìn qua cũng cực kỳ phức tạp, cũng không phải vật phẩm thí nghiệm, đây ít nhất cũng là một kiện hồn đạo khí cấp 8 trở lên, hơn nữa khí tức nồng đậm như vậy, riêng giá trị mấy trung tâm pháp trận kia ở bên trong đã khó có thể tưởng tượng được, bởi vì mỗi một hồn đạo sư cao cấp lúc chế tạo trung tâm pháp trận đều có phương thức đặc biệt của mình, nếu có thể học được một chút đối với trung giai hồn đạo sư mà nói, đó quả thật chính là bảo vật. Số 18 làm sao cũng không nghĩ tới, vũ hạo lại có thể lấy ra một vật chân quý như thế. Cùng với hắn đặt cược, dĩ nhiên hắn cũng tin tưởng đao khắc của mình giá trị cũng không thua kém hồn đạo khí cấp 8 trở lên này. Lòng tham ở trong lòng bắt đầu sôi trào, hai mắt híp lại nhìn về phía Vũ Hạo. Vũ Hạo cũng đang nhìn hắn, ánh mắt rất là bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia khinh miệt. Có thể lấy ra một cái bẫy hay không, hắn vẫn đang giả trừ ăn cọp, đây là muốn làm cho ta cắn câu lấy đi đao khắc của ta. Số 18 mặc dù kiêu ngạo một chút thế nhưng tuyệt đối không ngu ngốc, nếu không cũng không thể nào trước 30 tuổi đã tu luyện hồn đạo sư tới trình độ như vậy. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn quyết định từ chối lần đánh cược này. Mặc dù như vậy khí thế sẽ rơi xuống hạ phong, nhưng đối với việc lấy đao khắc còn trân trọng hơn cả tính mạng bản thân ra mạo hiểm thì hắn thật sự không thể. Nhưng vừa lúc đó hắn đột nhiên chú ý tới một chi tiết, tay phải của Vũ Hạo đặt ở trên tay vịn của xe lăn giống như đang siết chặt, đốt ngón tay hơi có một chút trắng. Hồn đạo sư cũng có một điểm chung, đó chính là thị lực tốt nhất, nếu không như vậy thì làm sao có thể chế tạo ra hồn đạo khí tinh vi đây. Thấy bàn tay kia nắm chặt tay phiến, trong lòng số 18 lại đông, tên này căn bản không có nắm chắc thắng ta, chỉ là muốn mượn trận đấu này mà áp đảo khí thế của ta mà thôi. Vừa nghĩ đến khả năng này, số 18 không khỏi cẩn thận quan sát Vũ Hạo. Rất nhanh hắn vừa phát hiện ra rất nhiều chi tiết. Vũ Hạo kia cánh tay giống như đang run rẩy rất nhẹ, ánh mắt kia hình như là bình tĩnh, thế nhưng màu quàng cũng có một chút lóe lên, nhìn chăm chú vào ánh mắt của mình có một chút dao động. Mặc dù không hề rõ ràng thế nhưng khi cẩn thận quan sát, số 18 vẫn chú ý thấy. Tốt, ta và ngươi đánh cược. Nụ cười tự tin ở trên gương mặt số 18 hiện ra. Vũ Hạo sửng sốt một chút. Ngươi thật muốn cùng ta đánh cược? Ta đang thiếu một cái thanh đao khác trong bảng khắc đao đấy. Này thật sự đúng là đa tạ. Số 18 ánh mắt ngoan độc nhìn hắn rồi nói. Ngươi thật sự có lòng tin có thể thắng ta sao? Ta không nhìn thấy được đó, tiểu tử. Ngươi đã muốn tìm chết vậy thì hôm nay ta sẽ chờ ngươi tội nguyện. Vũ Hạo lạnh lùng rồi nói. Đánh cuộc thì đánh cược, có bản lĩnh thì ngươi công khai đánh cược để cho Tịch Thủy Minh làm chứng cho chúng ta. Nếu không như vậy, chẳng may ngươi thua rồi ăn quỵt thì làm sao bây giờ? Trong lòng đã sớm nhận định, cộng thêm lòng tham lam quấy phá, làm số 18 thế nào cũng cảm thấy Vũ Hạo đang mạnh miệng giả bộ che giấu, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Tốt, vậy thì hãy để cho Tịch Thủy Minh chứng kiến ngươi làm sao thua rồi đem hồn đạo khí dâng lên cho ta. Ngươi tới đây. Hắn đưa tay lên hướng người hướng dẫn chương trình A Kim ở cách đó không xa ở trên đài gọi tới. A Kim vội vàng đi tới, hắn chỉ là một người dẫn chương trình mà thôi, nào dám đắc tội với hồn đạo sư nghề nghiệp mà Nhật Nguyệt Đế Quốc tôn sùng đấy. Đại nhân, ngài có gì chỉ bảo sao? A Kim lúc này có chút lịnh nọt rồi hỏi. Hư lạnh một tiếng, số 18 nói. Ta cùng với đối thủ của ta muốn tiến hành một cuộc đánh cược, chính là muốn đánh cuộc xem ai trong hai ta có thể chiến thắng. Tịch Thủy Minh các ngươi đến làm nhân chứng. À, được. A Kim ánh mắt sáng lên, làm người dẫn chương trình của đại sảnh, hắn tất nhiên hiểu được những vị khách quý kia thích xem cái gì. Có cảnh náo nhiệt tất nhiên mới có thể mở ra khí thế đặt cược sôi nổi, nhất định là tình huống cá cược ngay trước mắt này. Hắn vội vàng hỏi rõ tình huống của Vũ Hạo cùng với số 18, lập tức cầm lấy hồn đạo khí khuếch đại âm thanh ở trên đài cao giọng rồi nói. Các vị khách quý đang đặt cược xin chờ một chút, có một tiết mục nhỏ xen vào giữa cuộc thi. Ta muốn nói cho mọi người biết, để các vị khách quý có thể dễ dàng suy xét trước khi ta đưa ra quyết định cuối cùng. Vừa rồi, hai vị hồn đạo sư cường đại của chúng ta là số 18 cùng với số 10 đã quyết định tiến hành một trận đánh cược. Hồn đạo sư số 18 dùng đao khắc của hắn làm vật đánh cược, mà vật đánh cược của hồn đạo sư số 10 là một kiện hồn đạo khí cường đại. Chúng ta lập tức mời trọng tài trưởng của cuộc thi tiến hành bình xét để xác định giá trị của trận đánh cược này. Dĩ nhiên trận này đánh cược từ bây giờ đã hoàn tất, bất luận là ai trong hai người cũng không được hối hận. Số 18 chặt tay đoạn lấy hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trong tay của hắn, lớn tiếng rồi nói. Vật đánh cược của ta chính là đao khắc, cho nên trong trận đấu này ta muốn sử dụng. Nói xong câu này, hắn mới đưa hồn đạo khí khuếch âm đưa cho A Kim. Khi hắn quay đầu nhìn lại Vũ Hạo, phát hiện ra Vũ Hạo đã cúi đầu, trên thái dương giống như là đang có mồ hôi chảy xuống. Nhi đệ, nhanh thay đổi quyết định. Hoa Tế Đầu thấp giọng nói bên tai của Vũ Hạo. Thay đổi không được, chậm rồi, tất cả đã được tuyên bố.
Thính giác của số 18 rất tốt, nghe được rõ ràng lời của hắn lập tức lớn tiếng ngăn cản. Lúc này, ba trọng tài Tịch Thủy Minh phái tới đã lên trên đài thi đấu. Trọng tài đã được thay đổi, bởi vì đây là vòng lục cường chiến. Lần này toàn bộ trọng tài đến đây đều là cấp 7 hồn đạo sư, ba hồn đạo sư cấp 7 cường đại. Hơn nữa trên mặt mỗi người đều mang khăn che mặt, hẳn là ở bên ngoài bọn họ cũng có địa vị nhất định, nên sợ bị người ta nhận biết. Ba vị trọng tài lên trên đài, đi thẳng tới trước mặt của hai người. Số 18 trực tiếp lấy đao khắc của mình ra, đưa tới hướng tình huống của vạn người chú ý. Hắn cũng không sợ những người này dám có ý đồ xấu với đao khắc của mình, huống chi hắn còn có nội tình rất sâu.